Trường mà biết có sương mù. Có nói xạo không? Tôi nói tôi mù. À, tôi nói tôi mù. À, út cái chân này qua trường. Đó, không phải ghép. Tôi đâu phải. Qua bên cái bạc kia các bạn ngồi đây, các bạn ngồi nè chị. Có cái gì cho tôi ăn không? Để bịt bánh trong tầm rồi. Để tôi ăn luôn. Thôi, ngồi đi chơi thôi, không ăn đâu. Chút vô nhà rồi ăn. Ngồi đây ăn, ngồi đây cho nó có không khí một chút. Và đi ra ngoài. Đang này fresh air quá ha. Thì hôm đó chị ra ngoài này fresh air quá. Nếu mà nhanh lên cũng được ha. Làm giấy tờ. Trời ơi, ra đây một cái là có hẹn đi liền đó hỉ. Tối đây là có hẹn đi gặp bác sĩ liền. Ờ. Khi nào nó kêu mình đi là mình đi. Rồi bây giờ chụp cho tao với Thủy in tấm hình đây coi. Đây rồi. Đây. Chị đưa đi này. Mai chị đi đưa hai ngón tầm mai em đi rồi mai em đi mai chị con. Đức đi thăm con qua Noel mới về mọi người. Okay. Nói đi, nói Thủy chào mọi người. Đâu, đi chào mọi người. Tôi vẫn khỏe. Tôi khỏe. Mai nói là cảm ơn mọi người đã thao lo cho Thủy. Cảm ơn rồi. ông già nào ông già đô chồng tôi á. Ừ. Mấy cả tháng trời nằm trong nhà thương mệt muốn chết, bây giờ ngồi đây được thở không khí trong lành thấy không? Trời ơi. Quên ha. Hôm nay không có biết cho nên không có đem. Anh đồ anh đi mua cho. Chị kêu đồ đi mua. Đi mua cái cho. Ngồi ra đây Hoàng tôi đi mua. Kêu đồ chạy mua. Anh đồ đâu rồi đấy chứ gọi anh đồ đã. Mua điếu thuốc lá, đu thuốc lá. Mua gói thuốc lá. Nhiều dữ vậy trời. Mua gói. Quá cảm ơn. Thèm thuốc lá hả Thủy? Thèm thuốc lá hả? Bữa nay sương mù sao Thủy biết sương mù? Tôi thấy sương mù. Trời ơi thiệt không? Tôi nói tôi thấy sương mù và tôi nói bà. Bố ơi! Tôi nói nó sửa đi mắt tôi ra, rồi. Chở mẹ đi ra. Chưa. Chờ. Mua cho Thủy. Chưa sửa. Tôi sửa mà tôi không phải đi nữa. Tôi còn giữ nữa. Không phải sửa cái đi liền. Trời ơi mấy bà thấy ghê quá. Tôi bị bệnh. Ơi mấy bà tôi bị bệnh. Có thấy mẹ không? Mấy bà Việt Nam ơi, tôi bị bệnh. Chị là to quá. Không phải bình thường đâu. Cái gì? Có bị bệnh không? Bị bệnh. Ai? Tôi. Có thấy sương mù sơ sơ không? Quá trời sương mù luôn, không thấy à. Không thấy gì hết kìa. Trời ơi, sao bà nhìn thấy đường chị ơi? Cái gì? Thấy đường hả? Bay bay luôn, không thấy đường. Nghe máy bay thì có. Cho mấy người biết cái này giống như hồi xưa ở Việt Nam mà bùng nổ á. Ừ. Tôi không phải nói là cái này thu đặt cho nghe bà Bắc ơi. Bà Bắc là chị á. Bà Bắc ơi là chị đấy. Để mà Bắc đi mua cà, đi mua có uống cà phê không? Không. Đi mua thuốc lá cho nghe không? Ừ. Bây giờ chị nói đi, chị nói Vậy ông tôi đang nghĩ ông cho tôi mấy điếu thuốc. Ông đi ngay. Chị ơi nói hạn đưa cho em mấy cây quay phim đi rồi đi. Thủy ơi, Thủy có thấy sương mù hả? Sương mù không á. Vậy là mắt Thủy có thấy sơ sơ phải không? Như bà ngồi trước mặt tôi vậy tôi không thấy bà mà tôi thấy sương mù không mà tôi không hiểu tại sao tôi làm vậy. Bà làm tôi sợ chứ. Vậy là không có thấy cái người mà chỉ thấy mờ mờ. Tôi chứ không phải sợ cho bà. Vậy là không thấy cái người mà thấy mù ngồi mà ngồi đây mà sợ cho là biết rồi bà hiểu rồi. Bà hiểu tôi sợ gì rồi gì. Bà biết không? Sao biết tôi sợ đi luôn. Đi luôn mất tiêu cái tôi không biết đường nào mà tìm được mấy người nữa. Thôi em ở đây thì em chạy tới chứ chị đi kiếm em mà gì. Tôi gành mấy cái này lắm biết sao không? Sao? Tại cái mấy cái này là con trăng ngoài trời của tôi mà. Con trăng ngoài trời ha. Tôi phải nói về bệnh hoạn mình có chứ mình người mà bị đau bệnh rồi có cái gì cũng có. Rồi thank you. Quay cái đít lại. Ngồi vô đây. Sương mù nó đẹp bảo kìa. Sương mù đẹp hả? Còn biết sương mù đẹp nữa hả? Đầy cái dinh á. Cái đó không phải sương mù đâu, tôi cho bà biết. Chứ cái gì? Cái đó Việt Nam nó hồi xưa nó đi với tôi á. Nó có hết trời nó đi nè. Trời ơi, đất ơi. Con Việt Nam nào? Nó giỏi lắm á. Nó giỏi lắm, dễ thương, đẹp á. Thiệt. Nó làm gì chứ. Nó ghi sợ chết mà. Làm gì ghê sợ ta? Ghê sợ nó ác mà kiểu nó cũng gắn tè ai lắm á. Hiểu không? Ai hại nó cũng gắn tè luôn. Trời ơi. Tới đò ra luôn. Vậy hả? Con Việt Nam đó có nhớ nó tên gì chứ, không? Bà mà dị khôn chứ, chơi tối đa luôn chứ, giỡn chơi giỡn bằng với nó. Có nhớ mà. Có nhớ con nhỏ gì? Việt Nam đó tên hả? Gì không? Có nhớ nó tên gì không? Ai? Cái con nhỏ Việt Nam đó tên gì? Nó tên Việt Nam mà. Trời ơi, tên hồi gì xưa kỳ là, vậy ta? Không, tên nó tên thiệt nói vậy. Tại biết sao hồi xưa bụng nổ là về nói gì chứ
Việt Nam mới bùng nổ, tôi không phải nói xạo vậy, tôi cũng ganh ghét lắm. Biết gì biết sao, ganh ghét mà có người ganh ghét thì giờ biết rồi. Thấy rồi muốn muốn giống nó, hiểu không? À, chị hiểu không? Hiểu. Muốn giống là giống không được á, tức nọ. Thúy ơi, sân ga mới công hại tôi nói, bởi vì tôi thấy nó khua ngầu quá, không sợ gì hết. Không không sợ người ta đâm chuyện ganh ghét ra phải không? Rồi hại tới nữa phải không? Nhưng mà nó hầu ngầu thì tôi cũng đang thử thách chuyện của nó. Đối diện với mọi người, đối diện với tôi nè, tôi thấy rõ ràng. Thiệt không? Người muốn hại nó ghê sợ. Con người gian ác dễ sợ, đó người gì, nó người Việt Nam. Đúng không? Nam Bắc gì, tôi nói nó người Việt Nam hồi xưa nó hồi xưa nó bà hoàng hậu biết nó gì hả? Bà hoàng hậu giống vua biết cạnh nó lắm. Nó một tay thứ dữ mà. Thứ dữ luôn, ghê vậy đó. Tôi đây góp ý kiến cho bà với ông vua, nói bây giờ tôi nói hài tôi dựng để nó hai đứa này tôi bỏ thấy hai đứa tôi ghê sợ rồi đi chứ bỏ tôi với nó đi, chứ cho tôi với nó đi theo hoài khổ thêm làm gì. Bà cười, bà cũng nghe rồi chứ, bà cũng nghe tôi đóng cửa lại. Bây giờ mình được ở ngoài là sướng rồi. Hoài quậy phá bả hoài, bả gõ cửa đóng cửa. Bả đóng cửa mà cũng gõ bả biết chứ. Bả biết bả đóng cửa bả không cho vô thì thế nào cũng gõ cửa. Cái tính tình bả biết hai đứa mà chứ có nổi gì đâu. Gõ hoài, gõ thấy bả tội nghiệp quá thôi. Thấy hai đứa tốt chứ không có gì đúng không? Thủy ơi. Đó, thì tôi với nó đi ra ngoài cái chỗ của cái quà chứ. Ngồi nằm đó ngủ tới sáng 2-3 tiếng ngồi. Vậy hả? Tại vì tôi quậy phá quá. Chết rồi, biết mình quậy nữa hả? Hại ác độc với sợ với bà vậy. Bữa tôi gọi chứ không? Gia đình quậy, nè. Quậy ác độc với hoàng hậu với ông vua hả? Gia đình nè. Gia đình của nó. Tôi thì tôi sống một mình rồi, đâu có qua lợi với ai đâu. Chứ hồi xưa cha mẹ tôi cũng không phải là có gì lạ lắm. Cái người Tàu mà Tàu quýnh cây địch, Tàu quýnh cây ai cũng địch hết. Trời ơi, ghê vậy ta. thấy là chị biết hiểu rồi. Nhưng mà sao? Cái gian ác của người Tàu nó ghê sợ. Ủa vậy là ba má Thủy người Tàu hả? Vậy chứ ba má ông vua hoàng hậu ông bữa gọi đâu cái phải Tàu. Là tôi nói về cái lịch sử của tôi á. Vì đầu thai về một người sống mà sống cái cuộc sống đó nhiều người là không có tin. Vậy giờ về đạo, về đạo chị không? Về đạo Phật thì ta tin nhiều cái chuyện của ông. Tôi nói chuyện Phật, biết chuyện Phật. Ông Phật không? Ông Phật là ông người Tàu. Bà Hoàng Âm Bà Tát á là bà người Tàu. Nhưng ông trời ông người gì chứ? Ông người Việt Nam. Ông trời là ông người Việt Nam. Câu chuyện nói về người Việt Nam là tư một tay thứ dữ mà. Thì ông vua ông không phải là lấy vợ để phe ra chụp tay thứ dữ. Cái đó chuyện về gia đình của ông mình không dám nói tới, mất công thu phiền quá bị quýnh nữa. Mất công bị quýnh bị này đó thu phiền quá, tôi cũng sợ lắm, thôi tôi xin lỗi chút thiếu đi. Không? Cái đó có, tại cái đó là tại vì mình làm sai lỗi rồi mình còn muốn nói chuyện bậy. Chết rồi, nói chuyện bậy là đâu có được. Nhưng mà mình gắng làm sao thì cái đó tốt cho mình bảo, tại sửa đổi cái miệng mình cũng được lắm không? Đúng rồi. Đâu có gì đâu. Cái đó mà phải còn không chọn trách gì. Tôi không hiểu tại sao nhiều người á, tôi sống thế một người á. Tôi hiểu lắm, bởi tội nghiệp do ông vua với hoàng hậu á, ta đòi á. Ta đòi mà đòi kiểu không biết đòi bằng kiểu gì, tan nát cái gia đình của ông hết. Bà luôn á, đòi tới nỗi gì á. Mình không, mình là người tai hại mà. Tôi không phải bảo đáng buồn chứ. Mình thấy, mình nhìn đi, mình không giúp gì được cho họ. Cái tôi nói cái người ổng là người Tàu, hiểu không? Nhưng mà ổng quyết định là lấy vợ. Cái quyết định mà nói lấy vợ là mình nói về một cái chức quyền cao đó, mình nói tôi là người biết ổng mà. Thì hiểu không? Mà tại sao tôi đầu thai là một người con ổng là người mẹ. Ổng là người mẹ. Ổng là có thể là người mẹ được mà mình nói gì không?
Hiểu không? Cái người mẹ với người cha của tôi nó lộn thổ gì? Lộn thổ á. Chị biết lộn thổ hồi xưa không? Biết. Lộn thổ là trái ngược của người lương tâm của người Tàu á. Là người Tàu gian ác. Chết rồi người Tàu gian ác. Thì đó thì gian ác tới lộn thổ là không có ra là con người gì nữa. Rồi đi làm chuyện bậy, đúng không? Làm chuyện bậy rồi quá bậy rồi. Thì đó, cái câu chuyện đó không phải là xạo, tôi nói kể chuyện cho nghe chuyện của người Tàu. Còn chuyện người khác tôi không biết đâu sao giống. Ai cũng gì hết á, giống gì giống, ai cũng làm chuyện bậy hết á. Nói tôi là người Tàu, tôi kể ra cho câu chuyện người Tàu, tôi người Tàu thì tôi người Tàu thôi chứ làm gì kể gì, có gì chuyện đó gì ghê sợ dữ vậy. Đúng rồi. Đúng không? Quá quá trời ghê sợ luôn, tôi không biết, tôi cũng sợ quá trời luôn. Tôi sợ gung luôn mà. Sợ gung luôn hả? Biết sao sợ gung không? Đây câu chuyện gì nè, cái bùng nổ á, con người mà dám nổ mình sao sợ gì? Người đó mình sợ chết gì? Chị hiểu không? Cái người mà nổ mình chết giết mình á, sợ cứt. Ghê quá. Cái người đó mà sợ gì? Cái người đó không có sợ, người ta bùng nổ, người ta cho chết rồi. Trời ơi, chết rồi. Huy, tại sao thử người Tàu? Tôi người Tàu với trời đâu phải đâu. Tôi người Tàu, mẹ cha tôi là người Tàu. Tôi người hồi xưa cái cuộc sống của người Tàu đó là lâu rồi. Hồi mẹ cha tôi cho phép tôi làm con của hoàng hậu với vua. Hiểu vậy không? Là mẹ của Thủy cho Thủy đi làm con nuôi. Thì đó là cho là vậy đi. Nhưng mà tôi nói là chắc cha mẹ tôi là dân ăn hút mà, dân bậy không mà. Cũng giống như cái gì thôi. Trời ơi. Tổng có thể giờ nãy tôi nói hơi lộn, như cha mẹ tôi là sống người quái lắm, quái giặc thú lắm. Sống không phải mình thường với con người nghe, đinh là đóng lên đầu con luôn á. Trời ơi ghê vậy. Ác đến nỗi vậy đó. Vậy hả? Rồi nói cái người Tàu đó giá ác đến nỗi đúng không muốn con mà mấy cái đinh lắm lên cái đầu lên là không biết đau luôn á. Con mà lại không biết đau chứ chị thấy ghê vậy, sợ không quay cái tập đâu. Kỳ cục như đó, đến nỗi gì đó. Rồi tôi mới nói theo cha mẹ gì kỳ quá. Ôi, mình nói mình sống chưa có thành con người, có cha mẹ gian ác tới giờ này mình không biết cha mẹ mình làm gì. Mà mẹ gì mình nói nghĩ là mình nghĩ là chắc cũng giống mình vậy thôi, mình làm bậy mà. Làm gì cha mẹ mình được đàng hoàng. Bởi vì tôi thấy không có chuyện gì đâu mà là con người hết á. Bởi tôi mới sợ gung gì. Vậy tôi hỏi vậy chứ làm sao mới làm con người được. Tôi mới tu. Tu gặp ông Phật. Ông Phật ông nói mày là con gì á, chứ con gì đỡ mà. Mày không phải là người Tàu. Tao là dân người Tàu mà mày nói gì về ăn cá, ăn không chả gì tùm lum hết. Tao nói bậy không à. Hồi xưa tôi nói bậy quá, tôi phết lối lắm. Nhưng mà tôi còn nhỏ, tôi đầu thai lên cỡ nào tôi chơi láng xà lon hết á. Cỡ nào tôi cũng quýnh đục lập hết. Cây nè, mấy cây mà tôi có vỏ đó, hiểu không? Tôi đi học á, thì ông cũng cho hào học. Chà, có học vỏ nữa. Học vỏ, rồi tôi đánh sao á, xong mấy cái trưởng của cái vỏ á, nó bay mấy cái này ấy rồi. Nó xảy mấy cái vỏ. Cái tôi phái luôn. Tôi phái tôi học thêm. Học thêm để tôi quýnh luôn. Học thêm để tôi. Thấy chưa? Là biết cái gì rồi phải không? Đã không? Khỏi không? Merry Christmas nha. Yeah, thank you. Không quẹt hả? Đây, thấy tôi giỏi không? Không quẹt nữa chứ. Nhưng mà tôi đánh võ cái trường học của đánh nữa. Từ nãy giờ nghe kể tự như phim trưởng vậy đó. Ông để ý á, sao đây tôi quýnh ổng tôi kêu nói mày là tôi nói gì nè, tôi nói ê mày mày tôi thấy ổng cũng lâu cá đúng không. Cái hồi xưa ổng nói luôn chuyện với người Việt Nam đổ cười nó. Cái gây ra chuyện tại chị lúc đó tôi cũng ghê lắm, tại tôi ghê lắm mà ổng quên rồi, ổng quên chữ ngờ rồi đúng không. Chữ bất ngờ, ổng là người Tàu, tôi là cũng người Tàu, tôi đâu sợ ông đâu. Ông quý mấy bỏ trong người ông quá không, ông gì đó và xong sau đây ông đuổi tôi không là ông có cho tôi tới gần nữa với vua nữa, con cho tới gần vua với hoàng hậu nữa, tại tôi quá ghê sợ đi, quá ghê sợ rồi. Bỏ miệng đi, bỏ miệng đi rồi để chị đốt cho quá hư luôn rồi. Đốt đi, phát từ từ để đi.
được chưa? Được chưa? Đã không? Được rồi đó bà. Nó chưa cháy chỗ này. Ừ. Được nữa không? Được chỗ đó chưa cháy, ở dưới cháy, trên không cháy. Ừ. Rồi được rồi. Thấy tôi gió rồi, ngon không? Được, ngon. Ngọt quá. Ngon quá. Đã quá ha. Đã không? Đã quá. Bữa giờ bỏ được rồi thì thôi bỏ luôn đi Thủy. Như hả? Bữa giờ bỏ xuống được rồi sao bỏ luôn. Này, đúng nè, bà thấy không? Nhưng mà tôi thấy về nấu nó kỳ quá. Nó vô đây chịu. Ôi cha đốt gì kỳ vậy ta, lỗ lỗ dưới trên đó là kiểu mới mà. Ừ. Rồi kể tiếp chuyện đi. Chồng chị có hút thuốc không? Chồng tôi không rượu, không chè, không hút thuốc. Không biết cái gì hết. Đã gì? Chỉ có biết là vợ nói đâu nghe đó thôi. Ok. Cũng tội mấy ông bác chứ. Bà bác ơi, bà bác là gọi bác chị. Mà tôi nói thầy. Gọi chị Đức gọi là bà bác ơi, bà bác. Bà có phước bà mới gặp chúng bà bác này chứ bà gặp không có phước bà không gặp bà bác này đâu. Bà bác không có này không có chuyện làm chuyện tào lao đâu. Đã không? Đã không? Phi cái đã không? Thủy à không bữa giờ tôi không cũng thương mấy người bác luôn á. Có không? Dạ. Yeah. Cái tôi ở Việt Nam bà biết ở Cà Giá không? Bà biết Cà Giá không? Biết. Nghe nói chứ không biết. Bà đâu ở bà không biết. Ở Giá hả? Nghe tên Cà Giá. Cà Giá đầu Cà Giá là ở Bắc không? Vậy hả? Vừa. Ở đâu? Bắc 4 hay là Bắc 75? Bắc tôi biết Bắc đó. Rồi Thủy ơi kể tiếp cái chuyện hồi nãy đi. Bây giờ ông Tàu rồi làm sao? Là Thủy là con của ông Tàu. Tôi quýnh ông Ngọc. Giờ thấy không? Giờ thấy không? Bây giờ có thấy tôi thấy không? Thấy hả? Không có thấy rồi chưa? Có thấy tôi mặc bộ gì không? Màu gì không? Không thấy. Tôi thấy mặt đất mặt trời thôi. Vậy hả? Mặt đất hay mặt trời thôi? Không, lúc mặt trời nó chiếu sáng ra thì nó lóe cái mắt thì thấy. Đâu mà ông nói hoài. Thôi đừng có nói tầm bậy nữa. Nói mà vui bà nói tầm bậy. Cái này đi em nó vô trong người nó bị... Cái tôi mới dạy ổng kiểu giống như là gì á, cái dạy bà quả mà đó ông trời nó ông trời ông ngồi đây để tôi chỉ dạy cho mấy ông ngồi trên bàn chút xíu. Mấy ông ngồi đâu sao đường gì kỳ, ông là ông trời. Hôm nay có uống thuốc chưa hả? Hôm nay có uống thuốc chưa? Có, nó cho tôi uống thuốc hoài. Đúng rồi, hôm nay có uống không? Đúng đó, thuốc đó nó làm được lắm á. Được cái bác không? Sĩ đó tốt vào. Tốt vào ha. Tốt vào. Uống thuốc vô thấy nó làm sao? Uống thuốc vô thấy nó làm sao? Thấy tỉnh táo. Thấy tỉnh táo, đầu óc mình bạo luôn á. Nghe cái thuốc đó nó lợi nó là Việt Nam mà. Nó nói tôi gì có nè. Có lạnh không? Nó nói tôi gì nè, nó nói cô Thủy giùm ơn cái tôi biết rồi. Chứ nó tập mạnh là được rồi, kể chuyện gì. Giùm ơn uống thuốc hả? Giùm ơn uống thuốc gái hả? Tôi chỉ bệnh cho chị. Bà Việt Nam hay người gì? Không, người Mỹ hả? Thầy giáo. À, thầy giáo hả? Bác sĩ ở trong mà, cũng Việt Nam mà. Tôi nói bác sĩ như quá trời. Ở trong nhà thương nó cho, ở trong đó nó phát cho mọi người bộ rồi mà. Lạnh không? Không, lạnh, mát chứ. Ừ, mát đúng rồi. Mát mà thấy gió. Sao biết trời âm u, bảo là mây mù chị ơi, sao biết được ta? Biết có nhìn thấy không? Thấy, tôi thấy gió rồi, tôi thấy sương mù không à. Vậy là có. Mà có thấy tôi không? Hả? Có thấy tôi không? Có thấy người ta không? Có thấy người ta không? Ý dạ, cái này thấy. Bật đó. Có thấy sơ sơ hả? Đã không, có thuốc đã không? Trời ơi. Không, bữa giờ đã bỏ thuốc rồi, tại sao không bỏ luôn? Tôi tính bỏ luôn rồi, chạy đi thuốc đó, kỳ quá. Sao không bỏ luôn? Mà nó còn hù tôi nữa, đứa thuốc á. Trời, đứa thuốc nó hù Thủy, nó nói sao? Nó nói hù, nó hù. Nó hùng sao? Nó nói sao? Chứ đừng hút thuốc. Đúng rồi. Thuốc này thuốc của ai? Đúng rồi, đừng hút thuốc. Việt Nam. Vậy tại sao không bỏ luôn? Ví dụ Việt Nam ơi, tôi bỏ hết đó. Tôi bỏ, tôi chạy. Tôi chạy, tôi thấy mấy Việt Nam quá trời luôn. Ở dưới đâu, lên lên nữa. Trời ơi trời, tiên á, mấy người tiên á. Trời ơi, mấy người Mỹ kìa. Mấy người Mỹ đồ á. Mấy người Mỹ á. Ừ. Sao? Với mấy người Việt Nam ở dưới suối á nhiều lắm á. Ừ. Yeah. Đi lên làm tiên hết rồi. Có nhớ người Việt Nam nào ở dưới suối không? Mấy người Việt Nam đi nhớ sống không? Đi sống hết rồi, mấy người đó đâu chết đâu. Đâu có chết đâu ha. Sao không? Thủy không, bữa giờ ở nhà thương ông có hút thuốc lá sao không bỏ luôn? Bỏ. Bây giờ hút vô thấy chán không? Bây giờ hút vô đấy đâu có thích gì đâu phải không? Đâu có, có thuốc á. Có thích không? Thuốc trở lỡ rồi. Hút được rồi á, thuốc hồi xưa nó hút luôn.
thuốc đó không có phải là thuốc luôn. Đây đây là lấy thuốc hút thuốc đó. Thì mình hút thuốc mình biết mùi thuốc luôn. Mấy lần kia tôi xuống dưới đó tôi hút không có thuốc gì trên tôi, trời gì không à, hút vô điếu nào điếu nấy rồi hết 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 không à, mà không có chứ không mùi nào mà tôi hút được cái. Thôi bắt đi, hết rồi, bắt đi. Hết rồi, cái chừng nó cháy tay á. Ở đây tôi bắt thùng rác, ở đây tôi dụi tôi bắt thùng rác. Phải đạp xuống chị, đừng bắt thùng rác nó cháy. Đâu, chị phải dụi chứ, dụi hết cháy rồi, mới bắt thùng rác chứ. Bây giờ mới đây hút điếu thuốc, nếu mà không hút thiếu thuốc thì cũng vậy thôi, vậy hút chi bỏ nó luôn nha. Chịu không? Từ từ. Từ từ bỏ luôn đi. Rồi bây giờ kể chuyện tiếp đi, xong rồi ông vua, xong rồi ông cha mẹ người Tàu đóng cái đinh vô đầu rồi sao nữa? Vậy thôi cái tôi nói gì thôi, nói bà lúc mà tôi nghĩ ông già bà già ác quá vậy thôi. Ông già ác quá để tôi sống vậy phải không? Rồi tôi mới lo cho ông vua và hoàng hậu vậy thôi. Mà thấy tôi cũng lo được gì cho tôi hại không muốn lo gì được hết. Vậy là ông vua với hoàng hậu không phải là cha mẹ ruột của Thủy hả? Cha mẹ nhưng mà không phải là cha mẹ. Bà nói tầm lo là không phải là cha mẹ ruột hả Thủy? Tôi chứ. Nhận ra bà luôn. Đó. Thủy Thủy ở đằng xa kia có nhìn thấy cái gì không? Thấy gió giờ hòa mấy cái sương mù thôi hả? Ồ, sương mù thôi. Không phải, tại cái mắt của Thủy nó mờ mờ, nó cloudy, nó đưa qua rồi Thủy nhìn thấy cái vần cloudy của cái đó gọi là cái cườm. Chứ không phải là thấy sương mù. Một cái vần cloudy của cái cườm. Nếu mà ánh sáng thì sẽ thấy. Nếu có ánh sáng đó, nó nắng mặt trời mà nó chẹo ra thì thấy le le lói lói. Còn bây giờ thì thấy cái... Tôi nghĩ tôi sửa mắt rồi, tôi thấy hoàn toàn. Nhớ chưa? Phải ở trong này nghe không? Không có Út Hương, không có tôi thì cũng phải ráng ở trong này nghe không? Có ai gọi ra cũng không ra nghe chưa? Phải ráng ở đây chừng nào mổ mắt xong rồi mình mới đi về nha Thủy. Mổ mắt đi rồi tôi sẽ trở về thăm gia đình. Nghe chưa? Rồi á, bạn lên nhớ không? Nếu bận thì cũng... Để chị nhắn. Qua Noel đi nha. Rồi Hằng rảnh rồi Hằng sẽ gặp Thủy nha. Ok. Mình ở đây mà mình còn đỡ dài mà lo gì. Đó bảo chứ. Đã không ra đây ngửi mùi không khí sướng không? Cả tháng trời không được hửi không khí trong lành, bữa nay được hửi không khí trong lành rồi ha. Mát không? Mát quá ha. Ngày sáng giờ có cho uống thuốc rồi hả Thủy? Cho uống quá trời. Ngày nào mà không cho. Thôi. Cũng mừng á, cho uống thuốc phải là tốt. Khi nào mà chữa xong mắt rồi thì mà... Thủy ơi, cái thuốc này tốt hả? Uống vô nó sao? Không, thuốc hút được rồi. No, thuốc uống á. Uống á, nó làm đầu óc Thủy tỉnh tao hả? Làm đầu óc tỉnh. Chị nói em nghe mà... Không có quậy phá nữa. Lúc mà đi về có thuốc thì cũng đỡ lắm. Sợ phải theo bác sĩ ta sẽ cho mình uống thuốc cùng, thấy chưa? Không uống rồi mình cứ thằng bệnh. Dạ, tôi cũng phải theo bác sĩ chứ. Để bác sĩ lo. Còn mấy cái thuốc ngày nào đó cho uống. Thì mà bị tắt xe cho bà sướng rồi đi. Mấy bữa nay mưa không? Mưa từ hôm chủ nhật đến giờ, hôm nay là thứ tư, 4 ngày mưa liên tục 4 ngày. Thứ 6 thì hết mưa nhưng mà chị đi xuống lốt là mưa thứ 6 là mưa. Đi bằng gì nữa? Đi bằng gì? Xe. Đi xe nhà. Hết mưa đi về đi xe. Bà bắt đi xuống Nam Cali chơi thăm con. Từ đây xuống dưới đó lâu không? 6 tiếng. Cũng lâu à, 6 tiếng mà. Bây giờ ở đây là sướng rồi Thủy. Ở đây là được đi gặp bác sĩ. Gặp bác sĩ 2-3 lần là nó cho mổ mắt. Ở trong nhà thương chắc không được gặp bác sĩ. Chắc trong 1 tháng là Thủy được mổ rồi. Trong vòng 1 tháng gặp bác sĩ 2-3 lần đã rồi mới được mổ mắt. Có phải lo gì hết, có Út Hương. Ví dụ có gia đình thì Út Hương giao cho gia đình Thủy. Mà nếu gia đình Thủy không có thì Út Hương lo, nghe không? Ok, vậy Mà Thủy có bằng lòng là record ở đây không? Dạ. Nghe không? Vậy tôi cảm ơn cũng hết nữa đó.
có mua bánh ở trong đó, có mua gì, muốn mua gì gọi điện thoại nói với Thương. Út tí nữa em hỏi số phone mấy để chị bỏ ở đây, chị xuống nước kia chị gọi cho bà. Thì nói em nghe muốn mua gì mà em lười chạy tới, em order nó đem thẳng tới nơi luôn. Bà muốn ăn gì thì order thôi, cho bà. Thôi, không muốn. Thúy à, ở đây nó cho ăn cơm ngon bằng nhà Thương không? Cho ăn ngon chứ. Ngon hả? Yeah. Sáng nay cho ăn cái gì? Sáng cho ăn pancake rồi trưa cho ăn mấy đồ ăn ngon không à? Thèm khát mắt lắm chị, em mà đi ra cái nhà hàng của Mỹ mà ăn sáng mà ăn pancake một phần pancake 2 triệu đồng. Trời ơi, pancake với lại ba cái mật ong chấm thôi chứ có quỷ gì đâu. Chị thấy con trai con gái chị nó hay ăn cái đó. Còn buổi trưa nó cho ăn gì? Trưa thì nó cho ăn dài lát mà. Ngon không? Không nhớ nhưng mà đều ngon. Ngon sáng trưa chiều. Sáng trưa chiều đều ngon hết hả? Phải cố lên nha, mai mốt đi ra ngoài kia đâu có cái mà ăn đâu. Giờ có cái gì thì ăn cái đó đi. Ở đây cho nó mổ cái mắt cho sướng. Thủy ơi, nhìn thấy đường mới biết đường chạy chứ không thấy đường nó bị không thấy đường bị nó lôi vô lùm nó ghê lắm. Có chứ. Có không? Hôm bữa nó lôi lùm vô. Giống từ từ như vậy. Từ từ như vậy. Ghê chứ. Chỗ đó mà mình thấy gì đó. Thấy nó lôi vô trong lùm hả? Nó lôi trong lùm. Không phải. Vậy cho nên mới phải có con mắt. Nghe chưa? Không có được trốn chạy chạy là bà chết. Thôi thì thôi khỏi. Phải ở đây ráng cho nó mổ con mắt nha. Để mình cho con mắt nha. Wow, tôi thấy ánh sáng quá trời luôn nha. Đó, thấy ánh sáng. À, vậy là con thấy là con mổ cơm được. Sáng. Thôi bà mà tỉnh lại thì tôi ớt bà lắm, bà quậy dữ lắm. Mai mốt có mắt rồi mình nhìn thấy hết á Thủy. Thấy người này người kia, ông đi qua bà đi lại, thấy cây thấy cá thấy cảnh chim bay vậy mới sướng chứ không có cái mắt khổ lắm Thủy ơi. Từ từ thấy cái gì không, thấy sương mù thấy ánh sáng quá trời luôn. Thấy ai đang đi lại không? Không, không thấy. Mà giờ đi coi chứ. Chắc kỳ hết, con người là ngày lại không thấy à? Không, Thủy không có thấy sương mù gì hết á. Cái màn của mắt nó che đó, cái màn đó nó chứ không phải là sương mù. Không có thấy sương mù gì hết. Thấy ánh sáng. Thấy cái màn nó che qua mắt. Thấy con màn đó. Để tí chị về chị lên cái cục Google, để chị hỏi thôi. Những người bị cường kéo có thấy gì không? Nó cho mặc đồ ấm lắm á chị. Cái quần này lông lông và ấm, áo này cũng ấm lắm. Thấy nó lấy ra nó toàn cho mặc đồ ấm không? Nó đi vô chưa? Ngồi đi chơi cho sướng chứ vô làm chi. Mấy giờ rồi chị? Sợ giờ ăn trưa đó. Sợ giờ ăn trưa. Chị đưa em cái gói thuốc này nghe. Mà khi nào lâu lâu tới 2:11 rồi ăn trưa chưa? Chưa, 2:11 chưa. Để tôi hút điếu rồi đi. Cho chị hút điếu rồi đi. Hồi nãy chị đã ăn cơm chưa? Buổi trưa ăn chưa? 12 giờ ăn rồi. Ăn hết rồi. Ăn xong. Chưa ăn trưa rồi nó bắt ăn trưa chết. Không điếu rồi. Thuốc đâu có ngon gì đâu mà hút ta. Kỳ quá. Rồi tôi chưa hút con điếu nữa. Nè. Kỳ cục quá. Được chưa? Đã chưa? Trên kia chưa cháy hả? Cái này chưa cháy mà bập nó sẽ cháy. Sướng không? Sướng không? Lần sau á, em có nhiều thời giờ em tới nó cho đi ra ngoài 4 tiếng có muốn đi nhà hàng ăn không? Thôi không đi. Không thích đi nhà hàng ăn hả? Ngồi để hút thuốc thôi. Trời ơi, ngồi hút thuốc thôi. Lâu lâu tới rồi, tới chưa hoài. Lâu lâu em gọi phone, lâu lâu em tới. Nhưng mà tới không muốn chạy đi nhà hàng anh hả? Muốn ngồi để hút thuốc lá thôi hả? Không. Ở đây cũng không biết có nhà hàng gì không? Sướng không? Hút thuốc lá sướng không? Muốn không? Muốn ăn nhà hàng không? Không. Muốn ăn nhà hàng tôi chở đi ăn nhà hàng. Thôi lúc khác đó chị. Thì để chị đây chị cũng còn một ngày nữa thôi. Ngày mai ngày mốt chị đi rồi. Ở đâu đi? Nha. Rồi giờ ngồi kể chuyện tiếp đi. Hồi nãy đang kể chuyện vui quá trời mà. Sao nữa? Đúng rồi.
đó, cái là mình ở đây chút xíu, cái nó cho mình đi gặp bác sĩ 2-3 lần, cái nó cho mổ mắt. Rồi lúc mà mình có con mắt rồi, mình muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi. Nên nó có mua vậy tới, chị muốn ăn cái gì thì mua tới thôi. Bỏ.